tiêu 355 tỷ đồng sau 3 mùa, câu lạc bộ Bình Định rơi vào cảnh nợ nần. Công ty Bình Định Support, đơn vị quản lý câu lạc bộ Bình Định, đã gửi công văn cho lãnh đạo tỉnh để nhờ hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đội bóng. Theo công văn mà công ty Bình Định Support gửi cho các lãnh đạo tỉnh Bình Định ngày 9 tháng 12, câu lạc bộ Bình Định đã tiêu hơn 355 tỷ đồng sau 3 mùa giải, tính từ năm 2020. Đến thời điểm này, đội bóng đất võ còn nợ khoảng 38,5 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phí và thưởng còn nợ cầu thủ là 20 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến việc câu lạc bộ Bình Định nợ nần là do hai nhà tài trợ chính cắt giảm tiền tài trợ vì suy thoái kinh tế. Công ty Bình Định Support đề nghị tỉnh hỗ trợ khoảng 15 tỷ đồng. Ngoài ra, họ còn mong tỉnh Bình Định đứng ra kêu gọi các doanh nghiệp chung tay tài trợ đội bóng, tối thiểu 50% kinh phí hoạt động. Nếu mọi chuyện không được giải quyết sớm, câu lạc bộ Bình Định sẽ gặp rắc rối. Trong trường hợp đội bóng không nhận được sự hỗ trợ từ phía tỉnh thì khả năng tác động trực tiếp đến hoạt động của đội bóng và không loại trừ kết quả xấu nhất trong mùa giải tới sẽ xảy ra, trích từ công văn của công ty Bình Định Support. Tháng 12 năm 2020, câu lạc bộ Bình Định công bố gói tài trợ 300 tỷ đồng cho 3 mùa giải 2021-2023. Nhờ nguồn tài chính dồi dào, đội bóng này chiêu mộ đến 14 tân binh trước mùa giải 2022, đa số là cầu thủ kinh nghiệm, đã khẳng định được tài năng ở V-League như Trần Đình Trọng, Hà Đức Chinh, Đỗ Văn Thuận, Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú. Giữa mùa giải, câu lạc bộ Bình Định chiêu mộ thêm thủ môn Đặng Văn Lâm. Người gác đền này sẽ gắn bó 3,5 năm với đội bóng đất võ và tổng giá trị của bản hợp đồng này là 13 tỷ đồng. Sau khi mùa giải 2022 kết thúc, câu lạc bộ Bình Định cũng đã đưa tiền vệ Cao Văn Triền về sân Quy Nhơn.